Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài ngành Excel số 3 trong phần Excel cơ bản. Thì đầu tiên, nhập và định dạng dữ liệu như bản tính sau. Thì ở đây bản tính của mình đã được nhập và định dạng rồi, nên là mình sẽ không cần phải làm lại ha. Yêu cầu số 2, đánh số thứ tự cho cột số thứ tự. Thì để đánh số thứ tự các bạn làm như sau. Các bạn chỉ cần gõ ô đầu tiên là 1, ô thứ hai là 2. Các bạn chỉ việc bôi đen hai ô này và kéo sang các ô bên dưới. Như vậy là mình đã đánh số thứ tự thành công. Sang yêu cầu số 3, định dạng cột đơn giá có dấu phân cách phần ngàn. Thì ở đây cột đơn giá đã được phân cách phần ngàn rồi, nhưng mà mình sẽ xóa đi, mình làm lại cho các bạn ha. Thì các bạn vào phần clear nè, các bạn chọn clear format. Rồi, để có dấu phân cách phần ngàn á, thì đầu tiên các bạn bôi đen cái cột đơn giá. Các bạn vào thẻ Home, trong nhóm number, các bạn chọn dấu phẩy ở đây để cho nó phân cách phần ngàn của mình. Để đây các bạn thấy là dư 2 số 0 đúng không? Thì các bạn giảm bớt 2 số 0 đi. Rồi, như vậy là xong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái yêu cầu số 3. Sang yêu cầu số 4, thì giá trị nó sẽ bằng số lượng nhân cho đơn giá. Thì các bạn chỉ việc tính toán như bình thường thôi. Các bạn chỉ bằng lấy số lượng nhân cho đơn giá. Enter. Rồi các bạn copy công thức sang các ô bên dưới. Câu số 5, thuế nó sẽ bằng giá trị nhân cho 5%. Thì cũng tương tự, thì các bạn việc là tính toán như bình thường thôi, bằng lấy giá trị nhân cho 5%. Phần trăm thì các bạn chỉ đánh như bình thường ha. Rồi các bạn nhấn Enter. Yêu cầu số 6, cước chuyên trở nó sẽ bằng số lượng nhân cho 1.500. Mình sẽ bằng số lượng nhân cho 1.500. Enter. Để công thức sang các ô bên dưới. Câu số 7, cộng bằng giá trị cộng thuế cộng cước chuyên trở. Thì ở đây mình có thể sử dụng hàm sum luôn ha. Chúng ta sẽ bằng sum giá trị thuế cước chuyên trở cộng lại với nhau, đóng ngoặc lại, Enter. Và các bạn copy công thức sang các ô bên dưới. Rồi, câu số 9. Xin lỗi, câu số 8. Hãy tính tổng cộng các giá trị thuế cước chuyên trở và cộng. Để đây mình sử dụng hàm sum như bình thường thôi. Các bạn chỉ việc bằng sum. Rồi kéo các dãy ô giá trị mà các bạn cần tính, chúng lại, Enter. Rồi các bạn có thể copy công thức sang các ô còn lại bằng cách là kéo ngang qua ha. Rồi, như vậy là xong. Sang câu số 9, dùng hàm lấy ra ngày tháng năm hiện tại. Thì để lấy ra ngày tháng năm hiện tại thì mình đã làm rồi ha. Thì các bạn sẽ sử dụng hàm sau đây, đóng ngoặc lại, Enter. Rồi, như vậy là xong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài Excel số 3. Rất là đơn giản đúng không? Chúc các bạn thực hành thành công.